Chiều ngày 11 tháng 9, Tòa Nhân dân huyện Krông tỉnh Đắk Lắc đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt các bị cáo Y Phương Nhiê, Y Khoi 3 năm tù, Y Ni 2 năm 6 tháng tù và Y Kun -lô, 2 năm tù về tội cố ý làm hư hỏng tài sản và phải bồi thường cho xe khách hơn 70 triệu đồng. Đây là những đối tượng đã ra đường chặn xe ô tô khách để đập phá vào tối ngày 31 tháng 5 năm 2023 mà 24 giờ cùng DRT đã phản ánh. Theo cáo trạng, vào ngày 31 tháng 5, Y Khoi, Ruini, y, y Phương và Y Kun ra đường chặn xe ô tô khách để đập phá. Khi đi, Y Phương mang theo một cây dao phát, Y Nhi và Y Khoi mỗi người cầm theo một cây gậy tre dài khoảng 90 cm. Sau khi đi bộ đến đường Hồ Chí Minh thuộc Buôn Rao, xã Chư Né, huyện Krông Búc, cả nhóm cầm hung khí đứng bên đường chặn xe. Lúc này các đối tượng chặn một xe tải và một xe khách nhưng cả hai xe đều không dừng. Đến khoảng 2 giờ 10 phút ngày 1 tháng 6, cả nhóm thấy xe khách biển kiểm soát 75B00838 điều khiển chạy theo hướng Gia Lai đi Đắk Lắk. Cả nhóm đứng dàn ngang trên đường chặn xe lại và đập phá xe.